là tia nắng ấm vòng tay anh xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vun sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dư dần từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca. Bồng bên tờ lăn mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa cầm tay bước quên ngày tháng qua. Tính cho Yến hát bắt lại hát học. Ôi vô la trời mây cho anh nồng say vui cười từng ngày. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đọa đày. Đôi chân son nhẹ nâng mình mong một cõi đất trời thanh thơ. Online với Nhật Lệ và Yến Chu Minh ngày hôm nay nào anh chị ơi, cặp đôi này ngày hôm nay sẽ có điều gì tuyệt vời đến anh chị nào? Chia sẻ mạnh mẽ cho hai đứa em nha anh chị ơi, và bình luận những bài hát các chị yêu thích luôn nhá. Tiết Chương, Sương Sương. Nắng ngắm vòng tay em xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dù rằng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca. Bồng bềnh tờ lan mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa cầm tay bước quên ngày tháng qua. Ôi bao la trời mang cho em nồng say vui cười từng ngày. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đọa đày. Đôi chân son nhẹ nâng mên mong một cõi đất trời thanh thang. Ôi bao la trời mây cho anh nồng say vui cười từng ngày. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đọa đày. Đôi chân son nhẹ nâng mên mong một cõi đất trời thanh thang. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui cười từng ngày. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đọa đày. Đôi chân son nhẹ nâng mên mong một cõi đất trời thanh thang. Lại dễ thương nhờ anh chị ơi, anh chị biết bài gì hay hay nữa anh chị bảo chúng em đi ạ. Chào chị Hải Yến này, chị Vinh này, chị Hạnh này. Quá tuyệt vời anh chị buổi tối ngày Chủ nhật ạ. Chào Đỗ Hành nè, chào Hạnh Phúc ngọt ngào, trời có tên Hạnh Phúc quá ngọt ngào rồi. Ruby. Mờn mờn quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Có bài hát gì mà dễ thương phô mai que thì các anh chị cứ nói chúng em hát tặng anh chị bài nữa nhá. Chào hai em, chào anh Đặng Thế Quyền này, chị Bùi Mai này. Ủa sao mình cứ nghe tiếng nó vàng đâu nhỉ Yến nhỉ? À, của bạn ạ. Ok, chào chị Cúc Huỳnh này, anh Thế Quyền, chị Bùi Mai. Có bài hát gì mà hay nữa thì các anh chị, trong khi mà anh chị lên nhạc thì chúng em sẽ gửi tặng anh chị một bài hát này nữa cũng khá hay. Em nghĩ là anh chị đều thích bài này đấy ạ. Và nếu mà anh chị thích nghe những nhạc miền Tây hay là đọc rap thể loại chuyên của Yến Chu My thì anh chị cứ nói chúng em kết hợp tặng anh chị cho nó oách nhá. Tất cả hoặc không là gì cả. Mọi khi mình bấm mic 3 nên mình bấm mic 2, quên bạn ạ. Vào like bình luận đi anh chị. Mình em nơi đây ôm bao tiếc nuối, cuộc tình đã xa. Mình em nơi đây lang thang mưa rơi, em nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao toàn những dối gian. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương luôn luôn bên nhau, chỉ là giấc mơ, giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai, quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói, tình chẳng thể phai.
ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Là phước đời trăng trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Cắt tơi nỗi sầu được luôn. Hôm nay kiểu gì chúng em cũng hát tặng anh chị bài đó nhá. Kiểu gì cũng phải cắt rồi đấy. Cảm ơn anh Đỗ Trung, chị Út Trần ạ, chị Hoa Quả Vân. Ok chị Hà Hoàng em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Phương. Hello bé Phương, lâu rồi mới gặp bé Phương nha. Khá là lâu rồi á. Hôm nay ai vào live sẽ có quà với anh chị, đúng không ạ? Ai vào live muốn nhận quà ngày hôm nay thì chờ chúng em một tí đi. Hello chị Khánh Yêu. Ok anh Trọng An, đúng rồi. Cắt đời nỗi sầu hôm nay kiểu gì cũng hát. Anh chị lên bối số 1 của Vũ cho Nhân Lệ và Yến Chu Mi đi ạ. Hello bé Hà nha, chào chị Mỹ Phượng luôn. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu, vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Tím nào. Ok đúng rồi, hôm nay Yến hơi đau họng tí nên là em sẽ hát đỡ cho Yến tí nhá. Cảm ơn chị Hoa Như này. Cảm ơn anh chị, các chị đang bảo là hai cô bé này hôm nay lớp mấy đây? Yến thì cấp 2, hôm nay em già hơn tí em cấp 3, đúng không ạ? Hai đứa mình cùng cấp mà. Cùng cấp à? Một thời gian mình ra trường với nhau mà bạn sao á. Hello Công Đạt ạ. Nhại nhau. Cảm ơn chị Lê Hiền. Anh chị đang nói là hôm nay hai đứa có hai cái bộ đồ đẹp quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Dễ thương. Phô bày que hôm nay lên gần 3k rồi. Nếu mà lên 3k hát luôn cắt đời niềm vui, đúng không ạ? Mỗi người một nửa niềm vui đi. Mình chia sẻ đúng không? Đúng rồi, chia sẻ niềm vui đúng không ạ? Gọi tên em đi chị Yến, gọi tên Ngọc Long cho vui rồi. Gọi tên Ngọc Long trong đêm. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chị Nhâm ạ. Đúng rồi. Các anh chị ơi, ngày hôm nay anh chị muốn mua mộc đà, anh chị cứ để số cho em nha chị Tiên nhá. Mộc đà tăng cân cho trẻ em 350 và trẻ và người lớn là 600 nha chị. Và nhớ hôm nay là chúng em có một cái quà rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay là chủ nhật cho nên là anh chị nào mà xem chủ nhật thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều quà hơn so với những anh chị là xem thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà muốn nhận quà thì chờ chúng em một tí đi, chưa bật mí đâu ạ. Tất nhiên là tí nữa mới bật mí bởi vì cái gì nó chờ tí thì nó mới hay anh chị nhỉ. Gọi là bí mật đó. Đúng rồi. Bí mật là đậm chút xíu siêu thôi là bật mí cho cánh chị liền. Anh chị mình phải theo dõi livestream nha, đừng thoát livestream nữa, không thôi là tiếc hụi hụi nha anh chị ơi. Đúng rồi, ai thoát live là không có quà đâu các chị đẹp ơi. Cắt đôi nỗi sầu đi em được luôn, bởi vì vừa nãy là mình có hỏi các anh chị là anh chị có thích bài cắt đôi nỗi sầu hay không. Thì bây giờ các anh chị muốn thì chúng em sẽ chia đôi niềm vui với các anh chị qua bài hát này nhá. Ai có kéo thì anh chị cứ giơ kéo, mà ai có tay thì giơ tay lên cho em cái vui cho vui nha anh chị. Chào bé Dầu nè. Cảm ơn chị Dầu Ngọc này, chị Loan này, chị Phượng này. Ăn con tôm một cái biết ngay. Đổi chỗ cho mới mới. Ok, cảm ơn chị Thu Hà. Anh chị đang hỏi là hai đứa ốm à. Thật sự là DCBT chúng em đi chơi cho nên là nó phải ốm một tí ra ngoài sương gió đúng không Yến nhỉ? Đúng rồi. Trong nhà nhiều quá. Đời gái phủ sương gió đó. Đúng rồi. Anh muốn mỗi tôi đến hành động phải tất tình. Muốn quên một bóng. Cái này gọi là cái gì?
cái gì phủ đời trai nhỉ? Sưng gió phủ đời trai. Ok. Mình phủ đời gái. Phủ đời gái nữa. Chắc là đi ra ngoài biển vui quá cho nên là các chị em cũng phải gọi là hết nấc đúng không ạ? Cảm ơn chị An Trương, nhưng mà về live với các anh chị thì thực sự vẫn là sung luôn anh chị ơi. Giọng có như vịt hay gì thì vẫn hát tốt anh chị ạ. Cảm ơn chị Phạm Loan này, cảm ơn các anh chị đang lên cho chúng em những bình luận rất nhiều. Và bây giờ các anh chị muốn hát bài gì nữa ạ? Lên nhạc cho chúng em đi, khen nhiều quá chúng em đọc nổ hết cái mũi rồi anh chị. Lên 3K đi nào, đúng rồi, xin 3K anh chị nào, chia sẻ cho chúng em đi ạ. Ngầu không bé Phương, ngầu không, ngầu dữ lắm rồi đó. Ngầu thì nhớ là chia sẻ mạnh mẽ, nhiệt tình hơn nha. Đó, anh chị nào ở Việt Nam thì chia sẻ 5 lượt, anh chị nào ở nước ngoài chia sẻ 10 lượt luôn. Càng xa thì chúng ta lại càng phải chia sẻ nhiều, đúng không? Ừ. Cái bài này sợ cao không? Cao ấy. Ừ, cao đấy đúng không? Ok. Ok chị Lê Nhâm nhá, cảm ơn anh chị nhiều đã chia sẻ. Ngày mai người ta lấy chồng hả anh chị ơi? Bài đó thì cũng cao luôn đấy, bài nào cũng cao luôn đấy anh chị ạ. À. Ok, chị đang hỏi là có cái quà gì vậy? Hôm nay em bật mí cho anh chị một tí thôi nha. Là hôm nay các chị sẽ được khuyến mãi về sủi hồng rất là nhiều anh chị ạ. À. Mà khuyến mãi cái gì thì sau bài hát này chúng em bật mí. Các anh chị cứ sẵn sàng số điện thoại đi, chỉ dành cho đúng 100 suất trong tối ngày hôm nay các chị nào để số điện thoại thôi. Bởi vì chưa bao giờ sếp khuyến mãi một cái collagen hồng mà tặng cho anh chị một cái này nó đẹp đặc biệt hơn bình thường. Nhưng mà chưa bật mí đâu, tí nữa bật mí anh chị nhá. Bật mí một cái là số nó nhảy, là các anh chị mà mua không kịp là hết phần quà đó anh chị nha. Đúng rồi, Yến khéo thế nhỉ. Chuẩn bị cơ tay luyện bấm lẹ lẹ anh chị ơi. Đó, phần quà có hàng thôi anh chị nhá. Đúng rồi, phần quà có hạn, bây giờ phải từ từ, không có nói một cái là anh chị lên phát là không đòn đủ suất đâu anh chị. Bây giờ sẽ có một bài hát cũng khá là hay. Trong khi các anh chị lên nhạc của anh chị nữa nhá. Cao Thái Sơn đi em, Luật đời đi em này. Luật đời hay bài này, Yến thích bài nào Yến ơi? Bài nào á? Bài nào cũng được hết bạn. Không thì nếu mà hay quá thì mình hát cả hai bài luôn, sợ gì đâu Yến nhỉ? Miễn là anh chị thích đúng không? Hát nữa thì mình đọc. Rap không? Những người rap rồi. Hoa cỏ lâu. Dù mạnh mẽ hay mềm yếu thì em vẫn cười tươi thật tươi, trông như không có gì dù đau đớn. Em một mình âm thầm em giấu hết trong tim. 8888 nào chị. Cả thế giới em dành hết cho người ta hốt trướng chân trong. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thô trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trông con. Tấm thân em chiều đó đây nét kêu xa xứ đâu rồi, cuộc đời em ra như màn đêm một tối. Còn đâu em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình, ngoài 30 em chẳng có. Ngoài 50 các anh chị bình luận cho vui đi ạ. Em là gần 30 thôi. Xém 30. Đố anh chị biết chúng em được bao nhiêu nổi bánh chưng rồi. Yeah. 18 nổi anh chị ơi. 18 nhờ Yến nhờ. Mình có 18 xém nhiều. Xém 18 rồi. Cả thế giới dành hết cho người ta họ trắng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em tuổi trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tấm thân em chịu đo đầy nét kia xa xưa đâu rồi, cùng đời em dở như màn đêm u tối. Đến đâu em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình, ngoài 30 em chẳng có ai. Nửa thế giới Phương dành cho một ai đó. Phương ơi còn bao nhiêu hãy dành cho Phương đi nhé. Qua nhé, với thanh xuân Phương chẳng còn giống như Phương thơ trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống. Tấm thân em chịu đo đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi, cùng đời em dở như màn đêm mù tối. Đứng đâu em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình, ngoài 30 lệ Yến chẳng có ai. Ngoài anh chị đã trả qua bây giờ.
Rồi anh chị bảo ngoài 40 đây, ngoài 30 đây. Rất là nhiều anh chị dễ thương. Hai em cộng với nhau là 60 nha. Chưa tới luôn, chưa tới một đời người luôn. Ok. Anh chị khen là hai đứa hôm nay giống gái Hàn. Ok. Yến giống gái Hàn. Em là Hàn. Em là Nhật thì phải. Dạ em là Hàn cháu đá. Ôi giời ơi, cảm ơn chị Thuyền ấy. Ok chị Bình này, một bài hát ngoài 30 khá là bốc. Anh chị kêu là hát là Lạc Trốn Hồng Trần, nhưng mà em thấy vừa nãy các anh chị bảo là em ơi, có hôm nay có cái quà gì nói luôn đi chị, gọi là chị hóng quá. Thế thì nếu mà các chị nào mà hóng quá thực sự như vậy thì chúng em sẽ bật mí cho anh chị một cái chương trình về sủi hồng. Mà em đảm bảo các chị nào nghe là chỉ có thích thôi nha chị Len nhá. Ok, một sủi hồng ngày hôm nay em thề với anh chị chưa bao giờ có một cái phần quà nó lớn như vậy anh chị nhá. Anh chị em đố anh chị biết là này tặng gì đi. Yến này, cho anh chị chọn này. Anh chị có thể chọn là chống nắng. Anh chị có thể chọn là sữa rửa mặt. Hay là anh chị thích chọn cái này. Hỏi anh chị đi. Nếu anh chị thích thì mình tặng anh chị. Đúng không Yến nhỉ? Hỏi ý kiến anh chị đi. Anh chị muốn tặng thạch, anh chị ghi thạch collagen cho em cái nào. Nếu mà nhiều các anh chị nào mà thích thì sẽ dành 100 suất buổi tối ngày hôm nay. Yến là 50, Lệ 50. Được không anh chị? Bỏ mà chóng mặt nữa. Thì các bạn bây giờ mà bấm bài đó là mình xỉu đồng luôn á. Thình ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười. Than trách do ai chẳng chịu thương em đến nơi. Do cái gì thì anh chị mình nhớ để số bên dưới nha. Chào anh Phương Tử, ok. Chào chị Hà Đàm, chị Đỗ Hạnh, chị Thu Hà này. Các chị đẹp ơi, nhớ cho em buổi tối ngày mai là buổi tối đặc biệt. Các chị phải săn được cho em một hộp sủi hồng nhé anh chị. Ok, chị Trần Nam một sủi hồng, cảm ơn chị ạ. Nhiều lần thấy em khóc. Em khóc. Khổ đau điều gì phải không? Rất nhiều. Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu anh chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui em buồn ai thấu? Dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài. So sánh sao được với những đóa hoa hồng là lớn. Con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Mình em yếu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười. Than trách do anh chẳng chịu thương em đến nơi. Anh chị mình chia sẻ đi ạ. Nước hoa còn không em ơi, chai nước hoa hôm nay duy nhất một chai còn này anh chị này. Nếu các chị nào ngày hôm nay chúng ta săn nước hoa thì săn cho em cái chai Mondai này đi ạ. 1.600.000 đồng ngày hôm nay giảm cho các anh chị còn 1.350.000 đồng. Và tặng ngay chủ nhật anh chị một cái kem chống nắng của Cherry Meru trị giá 350.000 đồng của bên em. Các anh chị nào thích chai nước hoa 95ml này của Pháp thì anh chị để số điện thoại lại nhá anh chị. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thâu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là sao ạ? Em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Anh ta mùa
muốn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xoay sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, kiêu sa. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thinh ở bên ngoài tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn, khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió ai chẳng chịu thương em đến nơi. Cố bài nữa nhá. Cảm ơn chị Thu Hà. Hăm bài nữa cho các anh chị vui rồi chúng ta sẽ vào với chương trình tuyệt vời. Bởi vì tối ngày hôm nay chủ nhật mà, chủ nhật thì nên máu lửa anh chị tí tới bến đi. Đúng không ạ? Yến chỗ nào đoạn cao thì để mình, okay. Mình quăng cho bạn cái phao, không phải mình hát hộ bạn đâu. Mình quăng cho bạn cái phao thôi. Ý là bạn nói cho mình đọc hả? Ok chị Phương, chị Thu Hà nhá. Phao đừng có chích lỗ nha cha. Nỡ vâng. Ok, thương thật lòng, sao em nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Loại nào tái tạo và phục hồi da tốt? Chị ơi, chị để số đi, chờ chúng em 5 phút, chúng em giới thiệu cho chị Nguyễn Thị Năm nào. Muốn tốt thì chúng ta uống nhé. Anh có một người thế thay, họ cho anh nhiều, bên anh sớm tối nuông chiều. Bật tông nha chị ơi. Còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương ai chờ, anh đi em cũng không ngờ. Ok chị Năm ạ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm, năm tháng êm đềm yêu anh chân cơn đông đêm. Vậy mà năm nó, nó nói vậy mà năm nỡ để số điện thoại để hai đứa cười tươi quá. Cảm ơn chị Mai. Mà Nân vẫn kêu đấy nè. Vậy mà Phương đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời. Thương thật lòng nhưng nên nhận lại bằng không. Hoa thay lá sao tim em không ngừng nhớ mong, đến bao giờ mới quên được người em yêu. Yeah, chị ơi, cái kem chống nắng này của Cherry Meru nha anh chị, một trong top 3 của châu Á về ngành da liễu. Chị yên tâm cho em về cái kem chống nắng này đi ạ. Nhận về không thích đổi trả, bên trả lại cho chị 500.000 đồng. Được chưa chị ơi? Phải chi bây giờ, tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, duyên đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình vẫn với đêm, năm tháng êm đềm yêu yến chẳng cần đong đếm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời. Thương thật lòng không. Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, thay lòng. Sao tim em không ngừng nhớ mong, đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Hey, hello bé Hoàng.
Việt. Cảm ơn chị Hoàng, anh Hoàng à, chị Phạm Loan này, chị Nguyễn Yến này, Quốc Huỳnh này, chị Lam Bùi à. Em cảm ơn anh chị ạ. 350 một tuyết chống nắng nhá. Các chị cứ yên tâm về cái chống nắng của Trail đi chị ơi. Tư vấn collagen chị Yến ơi. Chủ nhật có quà chị Yến này. Bên tờ lan mây đưa nắng về tổ hồng đôi mà ơi, cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bước quên ngày tháng qua. Tính cho Yến hát bắc lai hát ngọc. Ôi vô la trời mây cho anh nồng say vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đọa đày, đôi chân son nhẹ nâng mình mong một cõi đất trời thanh thang. Vào live với Nhật Lệ và Yến Chu Minh ngày hôm nay nào anh chị ơi. Cặp đôi này ngày hôm nay sẽ có điều gì tuyệt vời đến anh chị nào? Chia sẻ mạnh mẽ cho hai đứa em nha anh chị ơi. Và bình luận những bài hát các chị yêu thích luôn nha. Tiết Chương Sương Sương. Nắng ngắm vòng tay em xanh ngất mơ, ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chỉ vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dịu dàng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca, bồng bềnh từ làn mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bước quên ngày tháng qua. La 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 la. Ôi bao la trời mang cho em nồng say vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đùa đầy, đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một cõi đất trời thanh thang. Bao la trời mây cho anh nồng say vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đọa đầy, đôi chân son nhẹ nâng mình mong một cõi đất trời thanh thang. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đọa đầy, đôi chân son nhẹ nâng mình mong một cõi đất trời thanh thang. Dễ thương nhỉ anh chị ơi, anh chị biết bài gì hay hay nữa anh chị bảo chúng em đi ạ. Chào chị Hải Yến này, chị Vinh này, chị Hạnh này, quá tuyệt vời anh chị buổi tối ngày chủ nhật ạ. Chào Đỗ Hạnh nè, chào Hạnh Phúc ngọt ngào, trời có tên Hạnh Phúc quá ngọt ngào rồi. Ruby mờn mờn quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Que có bài hát gì mà dễ thương phô mai que thì các anh chị cứ nói chúng em hát tặng anh chị bài nữa nhá. Chào hai em, chào anh Đặng Thế Quyền này, chị Bùi Mai này. Ủa sao mình cứ nghe tiếng nó vàng đâu nhỉ Yến nhỉ? Nó nhái lại luôn. À của bạn ạ. Ok. Chào chị Cúc Huỳnh này, anh Thế Quyền, chị Bùi Mai. Có bài hát gì mà hay nữa thì các anh chị trong khi mà anh chị lên nhạc thì chúng em sẽ gửi tặng anh chị một bài hát này nữa cũng khá hay. Em nghĩ là anh chị đều thích bài này đấy ạ. Và nếu mà anh chị thích nghe những nhạc miền Tây hay là đọc rap thể loại chuyên của Yến Chu Mi thì anh chị cứ nói chúng em kết hợp tặng anh chị cho nó oách nhá. Tất cả hoặc không là gì cả. Mọi khi mình bấm mic 3 nên mình bấm mic 2 quên bạn ạ. Vào like bình luận đi anh chị. Mình em nơi đây ôm bao tiếc nuối, cuộc tình đã xa. Mình em nơi đây lang thang mưa rơi, em nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao, toàn những dối gian. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương luôn luôn bên nhau, chỉ là giấc mơ, giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai, quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói, tình chẳng thể phai.
ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi sau em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Là bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Cắt tơi nỗi sầu được luôn. Hôm nay kiểu gì chúng em cũng hát tặng anh chị bài đó nhá. Kiểu gì cũng phải cắt rồi đấy. Cảm ơn anh Đỗ Trung, chị Út Trần ạ, chị Hoa Quả Vân. Ok chị Hàng Hoàng em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Phương. Hello bé Phương, lâu rồi mới gặp bé Phương nha. Khá là lâu rồi á. Hôm nay ai vào live sẽ có quà với anh chị, đúng không ạ? Ai vào live muốn nhận quà ngày hôm nay thì chờ chúng em một tí đi. Hello chị Khánh Yêu. Ok anh Trọng An, đúng rồi. Cắt đời nỗi sầu hôm nay kiểu gì cũng hát. Anh chị lên bối số 1 của Vũ Cho Nhân Lệ và Yến Chu Mi đi ạ. Hello bé Hà nha, chào chị Mỹ Phượng luôn. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu dễ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Tím nào. Ok đúng rồi, hôm nay Yến hơi đau họng tí nên là em sẽ hát đỡ cho Yến tí nhá. Cảm ơn chị Hoa Như này. Cảm ơn anh chị, các chị đang bảo là hai cô bé này hôm nay lớp mấy đây? Yến thì cấp 2, hôm nay em già hơn tí em cấp 3, đúng không ạ? Hai đứa mình cùng cấp mà. Cùng cấp à? Một thời gian mình ra trường với nhau mà bạn sao á. Hello Công Đạt ạ. Nhạy nhau. Cảm ơn chị Lê Hiền. Anh chị đang nói là hôm nay hai đứa có hai cái bộ đồ đẹp quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Dễ thương, phô bày que. Hôm nay lên gần 3k rồi. Nếu mà lên 3k hát luôn cắt đôi niềm vui, đúng không ạ? Mỗi người một nửa niềm vui đi. Mình chia sẻ đúng không? Đúng rồi, chia sẻ niềm vui đúng không ạ? Gọi tên em đi chị Yến, gọi tên Ngọc Long cho vui rồi. Gọi tên Ngọc Long trong đêm. cảm ơn chị Nhâm ạ. Đúng rồi. Các anh chị ơi, ngày hôm nay anh chị muốn mua mộc đá, anh chị cứ để số cho em nha chị Tiên nhá. Mộc đá tăng cân cho trẻ em 350 và trẻ và người lớn là 600 nha chị. Và nhớ hôm nay là chúng em có một cái quà rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay là chủ nhật cho nên là anh chị nào mà xem chủ nhật thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều quà hơn so với những anh chị là xem thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà muốn nhận quà thì chờ chúng em một tí đi, chưa bật mí đâu ạ. Tất nhiên là tí nữa mới bật mí bởi vì cái gì nó chờ tí thì nó mới hay anh chị nhỉ. Gọi là bí mật đó. Đúng rồi. Bí mật là đậm chút xíu siêu thôi là bật mí cho cánh chị liền. Anh chị mình phải theo dõi live stream nha. Đừng thoát live stream nào, không thôi là tiếc hụi hụi nha anh chị ơi. Đúng rồi, ai thoát live là không có quà đâu các chị đẹp ơi. Cắt đôi nỗi sầu đi em được luôn. Bởi vì vừa nãy là mình có hỏi các anh chị là anh chị có thích bài cắt đôi nỗi sầu hay không. Thì bây giờ các anh chị muốn thì chúng em sẽ chia đôi niềm vui với các anh chị qua bài hát này nhá. Ai có kéo thì anh chị cứ giơ kéo, mà ai có tay thì giơ tay lên cho em cái vui cho vui nha anh chị. Chào bé Dầu nè. Cảm ơn chị Dầu Ngọc này, chị Loan này, chị Phượng này. Ăn con tôm một cái biết ngay. Đúng rồi, cắt đi cho đổi chỗ cho mới mới. Ok, cảm ơn chị Thu Hà. Anh chị đang hỏi là hai đứa ốm à. Thật sự là đi CQT chúng em đi chơi cho nên là nó phải ốm một tí ra ngoài sương gió đúng không Yến nhỉ? Đúng rồi. Trong nhà nhiều quá. Đời gái phủ sương gió đó. Đúng rồi. Anh muốn mỗi tôi đến hành động phải tất tình. Muốn quên một bóng. Cái này gọi là cái gì?
cái gì phủ đời trai nhỉ, sưng gió phủ đời trai, trai. Ok, mình phủ đời gái. Phủ đời gái nữa, chắc là đi ra ngoài biển vui quá cho nên là các chị em cũng phải gọi là hết nấc đúng không ạ. Cảm ơn chị An Trương, nhưng mà về live với các anh chị thì thực sự vẫn là sung luôn anh chị ơi, giọng có như vịt hay gì thì vẫn hát tốt anh chị ạ. Cảm ơn chị Phạm Loan này, cảm ơn các anh chị đang lên cho chúng em những bình luận rất nhiều. Và bây giờ các anh chị muốn hát bài gì nữa ạ, lên nhạc cho chúng em đi, khen nhiều quá chúng em đọc nổ hết cái mũi rồi anh chị. Lên 3K đi nào, đúng rồi, xin 3K anh chị nào, chia sẻ cho chúng em đi ạ. Ngầu không bé Phương, ngầu không, ngầu dữ lắm rồi đó. Ngầu thì nhớ là chia sẻ mạnh mẽ, nhiệt tình hơn nha. Đó, anh chị nào ở Việt Nam thì chia sẻ 5 lượt, anh chị nào ở nước ngoài chia sẻ 10 lượt luôn. Càng xa thì chúng ta lại càng phải chia sẻ nhiều, đúng không? Ừ. Cái bài này sợ cao không? Cao ấy. Ừ, cao đấy đúng không? Ok. Ok chị Lê Nhâm nhá, cảm ơn anh chị nhiều đã chia sẻ. Ngày mai người ta lấy chồng hả anh chị ơi? Bài đó thì cũng cao luôn đấy, bài nào cũng cao luôn đấy anh chị ạ. À. Ok, chị đang hỏi là có cái quà gì vậy? Hôm nay em bật mí cho anh chị một tí thôi nha, là hôm nay các chị sẽ được khuyến mãi về sủi hồng rất là nhiều anh chị ạ. À. Mà khuyến mãi cái gì thì sau bài hát này chúng em bật mí. Các anh chị cứ sẵn sàng số điện thoại đi, chỉ dành cho đúng 100 suất trong tối ngày hôm nay các chị nào để số điện thoại thôi. Bởi vì chưa bao giờ sếp khuyến mãi một cái collagen hồng mà tặng cho anh chị một cái này nó đẹp đặc biệt hơn bình thường. Nhưng mà chưa bật mí đâu, tí nữa bật mí anh chị nhá. Bật mí một cái là số nó nhảy, là các anh chị mà mua không kịp là hết phần quà đó anh chị nha. Đúng rồi, Yến khéo thế nhỉ. Chuẩn bị cơ tay luyện bấm lẹ lẹ anh chị ơi. Đó, phần quà có hàng thôi anh chị nhá. Đúng rồi, phần quà có hạn, bây giờ phải từ từ, không có nói một cái là anh chị lên phát là không đòn đủ suất đâu anh chị. Bây giờ sẽ có một bài hát cũng khá là hay. Trong khi các anh chị lên nhạc của anh chị nữa nhá. Cao Thái Sơn đi em, Luật đời đi em này. Luật đời hay bài này, Yến thích bài nào Yến ơi? Bài nào á? Bài nào cũng được hết bạn. Không thì nếu mà hay quá thì mình hát cả hai bài luôn, sợ gì đâu Yến nhỉ? Miễn là anh chị thích đúng không? Hát nữa thì mình đọc. Rap không? Chỉ có rap rồi. Hoa cỏ lâu. Dù mạnh mẽ hay mềm yếu thì em vẫn cười tươi thật tươi, trông như không có gì dù đau đớn. Em một mình âm thầm em giấu hết trong tim. 8888 nào chị. Cả thế giới em dành hết cho người ta hốt trướng chân trong. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thô trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trông con. Tâm thân em chịu bỏ đây, nét kêu xa xứ đâu rồi. Cuộc đời em ra như màn đêm một tối, còn đâu em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình. Ngoài 30 em chẳng có. Ngoài 50 các anh chị bình luận cho vui đi ạ. Em là gần 30 thôi. Xém 30. Đố anh chị biết chúng em được bao nhiêu nổi bánh chưng rồi. Yeah. 18 nổi anh chị ơi. 18 nhờ Yến nhờ. Mình có 18 xém nhiều. Xém 18 rồi. Cả thế giới dành hết cho người ta họ trắng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em tuổi trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tấm thân em chịu đo đầy nét kia xa xưa đâu rồi. Cùng đời em dở như màn đêm u tối, đến đâu em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Nửa thế giới Phương dành cho một ai đó. Phương ơi còn bao nhiêu hãy dành cho Phương đi nhé. Qua nhé, mới thấy xuân Phương chẳng còn giống như Phương thơ trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống. Tấm thân em chịu đo đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cùng đời em giờ như màn đêm mù tối, đứng đâu em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 lệ Yến chẳng có ai. Ngoài anh chị ra thì chả có ai bây giờ.
anh chị đó, anh chị bảo à, ngoài 40 đây, ngoài 30 đây, rất là nhiều anh chị dễ thương. Hai em cộng với nhau là 60 nha. Chưa tới luôn, chưa tới một đời người luôn. Ok. À, anh chị khen là hai đứa hôm nay giống gái Hàn. À, ok. Yến giống gái Hàn. Em là Hàn. Em là Nhật thì phải. Dạ, em là Hàn cháu đá. Ôi giời ơi, cảm ơn chị Thuyền ấy. Ok chị Bình này, một bài hát ngoài 30 khá là bốc. Anh chị kêu là hát là Lạc Trốn Hồng Trần, nhưng mà em thấy vừa nãy các anh chị bảo là em ơi, có hôm nay có cái quà gì nói luôn đi chị, gọi là chị hóng quá. Thế thì nếu mà các chị nào mà hóng quá thực sự như vậy thì chúng em sẽ bật mí cho anh chị một cái chương trình về sủi hồng. Mà em đảm bảo các chị nào nghe là chỉ có thích thôi nha chị Len nhá. Ok, một sủi hồng ngày hôm nay em thề với anh chị chưa bao giờ có một cái phần quà nó lớn như vậy anh chị nhá. Anh chị em đố anh chị biết là này tặng gì đi. Yến này, cho anh chị chọn này. Anh chị có thể chọn là chống nắng. Anh chị có thể chọn là sữa rửa mặt. Hay là anh chị thích chọn cái này. Hỏi anh chị đi. Nếu anh chị thích thì mình tặng anh chị. Đúng không Yến nhỉ? Hỏi ý kiến anh chị đi. Anh chị muốn tặng thạch, anh chị ghi thạch collagen cho em cái nào. Nếu mà nhiều các anh chị nào mà thích thì sẽ dành 100 suất buổi tối ngày hôm nay. Yến là 50, Lệ 50. Được không anh chị? Mà nó chóng mặt nữa. Thì các bạn bây giờ mà bấm bài đó là mình xỉu đồng luôn á. Thình ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười. Than trách do ai chẳng chịu thương em đến nơi. Do cái gì thì anh chị mình nhớ để số bên dưới nha. Chào anh Phương Tử, ok. À, chào chị Hà Đàm, chị Đỗ Hạnh, chị Thu Hà này. Các chị đẹp ơi, nhớ cho em buổi tối ngày mai là buổi tối đặc biệt. Các chị phải săn được cho em một hộp sủi hồng nhé anh chị. Ok, chị Trần Nam một sủi hồng, cảm ơn chị ạ. Nhiều lần thấy em khóc. Em khóc. Khổ đau điều gì phải không? Rất nhiều. Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu anh chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui em buồn ai thấu? Dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài. So sánh sao được với những đóa hoa hồng là lớn. Con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Mình em yếu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười. Than trách do anh chẳng chịu thương em đến nơi. Anh chị mình chia sẻ đi ạ. Nước hoa còn không em ơi, chai nước hoa hôm nay duy nhất một chai còn này anh chị này. Nếu các chị nào ngày hôm nay chúng ta săn nước hoa thì săn cho em cái chai Mondai này đi ạ. 1.600.000 đồng ngày hôm nay giảm cho các anh chị còn 1.350.000 đồng. Và tặng ngay chủ nhật anh chị một cái kem chống nắng của Cherry Meru trị giá 350.000 đồng của bên em. Các anh chị nào thích chai nước hoa 95ml này của Pháp thì anh chị để số điện thoại lại nhá anh chị. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thâu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là sao ạ? Em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta.
muốn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xoáy sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, kiêu sa nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Mình em yêu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió ai chẳng chịu thương em đến ơi. Cố bài nữa nhá. Cảm ơn chị Thu Hà, hát bài nữa cho các anh chị vui rồi chúng ta sẽ vào với chương trình tuyệt vời, bởi vì tối ngày hôm nay chủ nhật mà. Chủ nhật thì nên máu lửa anh chị tí tới bến đi. Đúng không ạ? Yến chỗ nào đoạn cao thì để mình okay. mình quăng cho bạn cái phao, phải mình hát hộ bạn đâu. Mình quăng cho bạn cái phao thôi. Ý là bạn nói cho mình đọc hả? Ok chị Phương, chị Thu Hà nhá. Phao đừng có chích lỗ nha cha. Nơ vâng. Ok, thương thật lòng, sao em nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Loại nào tái tạo và phục hồi da tốt? Chị ơi, chị để số đi, chờ chúng em 5 phút, chúng em giới thiệu cho chị Nguyễn Thị Năm nào. Muốn tốt thì chúng ta uống nhé. Anh có một người thế thay, họ cho anh nhiều, bên anh sớm tối nuông chiều. Bật tông nha chị ơi. Còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương ai chờ, anh đi em cũng không ngờ. Ok chị Năm ạ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm, năm tháng êm đềm yêu anh chân cơn đông đêm. Vậy mà năm nơi vậy mà năm nỡ để số điện thoại để hai đứa cười tươi quá. Cảm ơn chị Mai. Mà Nân vẫn chưa để nè. Vậy mà Phương đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời. Thương thật lòng nhưng nên nhận lại bằng không. Hòa thay lá sao tim em không ngừng nhớ mong, đến bao giờ mới quên được người em yêu. Yeah, chị ơi, cái kem chống nắng này của Cherry Meru nha anh chị, một trong top 3 của châu Á về ngành da liễu. Chị yên tâm cho em về cái kem chống nắng này đi ạ. Nhận về không thích đổi trả, bên trả lại cho chị 500.000 đồng. Đấy cho chị ơi. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, duyên đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình vẫn với đêm, năm tháng êm đềm yêu yến chẳng cần đong đếm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời. Thương thật lòng không. Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, thay lòng sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Hey, hello bé Hoàng.
Việt. Cảm ơn chị Hoàng, anh Hoàng à, chị Phạm Loan này, chị Nguyễn Yến này, Quốc Huỳnh này, chị Lam Bùi à. Em cảm ơn anh chị ạ. 350 một tuyết chống nắng nhá. Các chị cứ yên tâm về cái chống nắng của Trail đi chị ơi. Tư vấn collagen chị Yến ơi. Chủ nhật có quà chị Yến này.